Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì trong video này mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Sonic, một tựa game về tốc độ. Thế loại game này thì không phải là hiếm, không phải là mới. Từ thời mình bắt đầu chơi Roblox năm 2017 đã có những tựa game tương tự như vậy rồi. Tựa game này chỉ đặc biệt một cái để khiến nó nổi tiếng, nó là phiên bản official của nhân vật Sonic. Nên khi mà các bạn chơi tựa game này sẽ không lo về vấn đề bản quyền. Cảm nhận tiếp theo tựa game này là các bạn World 5, cho nên hiện tại chúng ta chơi chỉ được tới World 4 mà thôi. Đây, World 2, World 3, World 4. World 5 là Coming Soon. Game này còn rất nhiều nội dung để phát triển, tại vì cái Sonic này là một cái tựa game chính thống ra rất là lâu rồi, từ năm 1998. Và đây, một hình ảnh trên Google, bạn thấy chúng ta còn rất nhiều nhân vật luôn, phải trên 10 nhân vật. Và như bạn đọc rồi ha, mình đã có tất cả cái skin trong tựa game này tính tới điểm hiện tại. 1 skin, 2 skin, 3 skin, 4 skin. Nếu bạn chưa biết cách lấy về những cái skin này thì trong video này mình sẽ chỉ các bạn nhé. Rồi, cái skin cơ bản của mình thì không nói rồi, một nhân vật gà nghiệp TV rất là cute và dễ thương. Bên ngoài game thì nó cho chúng ta một cái code tên là Reader. À, Rider, Rider Code. Các bạn nhớ cái phần shop này, Redeem Code, nhập đây ha. Nhập Rider Code, Redeem, mình đã nhập rồi cho nên sẽ không nhập được nữa. Nó cho chúng ta cái skin thứ hai, một cái skin epic tên là Rider Sonic. Rồi, cảm nhận thứ hai của tựa game này, chúng ta sẽ có một cái phần trèo máy, Redeem này các bạn. Ok ha. Với những cái redeem này, các bạn sẽ nhận được kinh nghiệm, nhận được boost, nhận được tiền. Thời gian treo máy tối đa là 3 tiếng, cứ treo máy trong game thôi. Nó mới cập nhật hôm qua cho nên mình cũng chưa có biết là khi treo máy hết tất cả mình sẽ có được cái gì hay không. Nó ghi ở đây là Gift can contain an elusive item, một cái item elusive. Rồi còn lại 3 cái skin, thì 3 cái skin này chúng ta sở hữu bằng cách lấy miễn phí ở 3 thế giới 1, 2 và 3. Cập nhật cuối cùng từ game này, đó chính là một con pet Mega Chaos Limited. 350.000 tiền, nó cho chúng ta kinh nghiệm cơ bản là 30 và tiền là cộng 10. Thì trong tựa game này, trang bị những con pet với cấp độ hiếm rất cao, Rare, Epic, Legendary, Mythical v.v. Và khi bạn có 5 con pet giống nhau thì cứ evolve nó. Khi lên cấp nó sẽ cộng chỉ số cho mình nè, 258 kinh nghiệm và cộng 28 tiền. Pet cũng như vậy ha, 185, 13, 78, tại vì mới cấp 5 thôi. Con này cấp 18 rồi. Các bạn phải rebirth thì nó mới tăng cấp độ giới hạn cho mình lên. Còn không thì bạn chỉ đạt được một cấp độ nhất định mà thôi. Rebirth 3 của mình là 125. Thì cái skin đầu tiên nó sẽ nằm trên một cái đường ray. Cấp độ trong game này càng cao, bạn sẽ chạy càng nhanh. Và khi chúng ta hold cái phím nhảy á, space như vậy nè, mình sẽ nhảy được cao hơn. Thì cái skin Sonic đầu tiên là cái skin mình đang xài đây, nó nằm ở khu vực này. Cho nhảy lên trên cái núi thì chỗ này có một cái bậc nhảy nè. Cái skin của mình nó sẽ nằm ở bên đây, hình như là bên này, hay là bên này gì đó. Đó là một cái tấm vé các bạn, một cái ticket. Các bạn chỉ việc nhảy lên, ui, nhảy lên nè, trượt ha. Mình không biết nằm bên nào, nằm một trong hai bên ấy. Thì bạn cứ nhảy lên cái đột pump này, trượt lên cái hành trượt. Sau đó mình chạm vào cái ticket là chúng ta đã có được cái skin Sonic. Chúng ta sẽ cùng đi qua thế giới thứ hai nha. Nằm trên đây nè các bạn, World 2. Mình chơi lâu rồi không biết, có vẻ như cấp độ yêu cầu là cấp 25. Để qua mọi thế giới, ngoài cái việc cần cấp độ yêu cầu, cần rebirth yêu cầu, thì chúng ta phải thực hiện một trận upbeat. Từ đây qua bên kia thì phải chơi một trận upbeat. Rớt thì nó reset mình lại chỗ này thôi. Ở đây mình chỉnh xuống 50 ha. 50. Do cấp 125 của mình cái tốc độ nó khá là nhanh. Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Thanh niên kia vừa rớt xuống kìa. Là như vậy mình đã qua được bên Lost Valley. Đây gọi là World 2. Khi mà các bạn chinh phục được những thế giới tiếp theo rồi, các bạn sẽ quay trở về cái Green Hill này. Sau đó các bạn sẽ teleport nhanh bằng cách là đi qua những cánh cổng này. Bên World 2 này thì các bạn sẽ lấy được cái skin tail cấp độ rare. Để mình nhớ xem cái vị trí của cái này nằm đâu ta. Bên cái World 2 này thì nó sẽ không nằm trên những cái đường ray. Hình như nó sẽ nằm bên này nè các bạn. Ờ à, đúng rồi. Đây, các bạn thấy chỗ kinh nghiệm 2750 không? Chúng ta có những cái công trình bằng gỗ. Thì cái chỗ bục gỗ này nè, nó cho chúng ta một cái đường xoắn. Ok chưa? Thì cái đường xoắn này các bạn chạy qua bên đây. Các bạn chạy tới đây á, thì chúng ta nhảy qua bên cái bục gỗ bên này. Cái bục gỗ chỗ mình khoanh tròn nè, chỗ mình đang chỉ đó, nó cho chúng ta một cái ticket. Khi bạn ăn được ticket đó thì sẽ được cái con theo này. Chúng ta sẽ cùng qua cái world thứ ba nha. Cái world thứ ba này phải rebirth 1, nghĩa là mình maximum nè. Mình vô cái nút rebirth này mình rebirth, chơi lại từ đầu nha. Rebirth 1 thì mình hay qua được cái world thứ ba. Vẫn như vậy chúng ta sẽ có một cái trận upbeat tiếp theo. Ok, world 3 của mình đó là Emerald Hill. Thì bên cái Emerald Hill này chúng ta sẽ có được cái skin của nhân vật mới nhất, Knuckle. Con này ngầu ha. Chắc là do mình thấy màu đỏ các bạn, nên mình thấy những con vật nào đó màu đỏ rất là ngầu. Thì qua bên đây mình sẽ chỉnh lên 100% tốc độ, chạy cho thoải mái các bạn. Bên World 3 này các bạn sẽ lấy được cái skin ở cái vị trí, để mình xem. Chỗ này nó cho chúng ta một cái pump, bắt trớn chạy lên nha. Khi chúng ta lên được trên này rồi, hãy dùng cái pump này, chúng ta lên trên mỏm núi này để quan sát tiếp. Hôm qua mình mới vừa lấy luôn mà giờ mình quên mất tiêu rồi.
Ok, chào mừng các bạn. Thì cái đoạn này mình quay thêm tại vì không biết tại sao tới khúc này mình lại tắt cái microphone. Thì từ cái chỗ này nè, để lấy được nhân vật Knuckle, các bạn nhảy qua mồm đá bên đây giúp mình. Cái mũi tên mình đang chỉ nè các bạn, từ vị trí trong video ha. Khi các bạn cấp độ khoảng tầm 120, chúng ta sẽ có một cái trớn nhảy qua đây. Một cái mỏm đá kế bên cái vòng xoắn thì nó cho chúng ta một cái ticket để lấy được nhân vật Knuckle. Thì đó là toàn bộ nội dung video này. Tất cả vị trí và tất cả cách lấy được cái skin Sonic trong tựa game Sonic Speed. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.